Vừa qua tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội từ thiện Mái ấm Việt Séc đã tổ chức tổng kết hoạt động của năm 2019. Đại diện các hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Séc, đại diện một số tổ chức thiện nguyện của Séc và các nhà hảo tâm muốn đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng đã tham dự. Bà Nguyên Dung, Chủ tịch hội cho biết, trong năm qua, hội đã thăm hỏi, động viên, tặng quà nhiều gia đình người Việt Nam, cũng như người Séc có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, các cháu nhỏ mồ côi, khuyết tật tại Cộng hòa Séc. Hội cũng về Việt Nam, tới nhiều vùng miền của Tổ quốc, để trao những phần quà nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa của những tấm lòng thơm thảo, đến tận nơi những mảnh đời kém may mắn, cần sự giúp đỡ trong xã hội. Được thành lập vào tháng 11 năm 2013, Hội từ thiện Mái ấm Việt Séc quy tụ những anh chị em người Việt tại Cộng hòa Séc hết lòng về công tác thiện nguyện với mục tiêu trao đi niềm vui, nhận lấy nụ cười. Trong năm 2019, Hội đã tiếp nhận từ các nhà hảo tâm gần 700 triệu đồng và toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến tận tay những người cần được giúp đỡ. Thời gian tới, Hội sẽ vận động tài trợ để xây dựng mái nhà chung cho những người cao tuổi không có điều kiện về tài chính, không có người thân chăm sóc.